So, good morning, class. I will teach you the subject Mathematical Statistics for Engineers this semester. And all of you, so you have the website UTEX, and then you can see all the information about this subject on this website. So first one about introduction. So introduction, you can see that we have probability and statistic. Probability là xác suất, statistic nghĩa là thống kê. So probability, so we have chapter 2, 3 and 4. So these chapters are difficult. And then we have easier chapters about statistic, là về thống kê, statistic. It's chapter 6, 7, 8, 9, and 12. So all of you should work hard to get good grade. And this is my email. So some students who have questions, you can send me an email to this email address. Next, about introduction video, you can see here. So introduction video, so our subject had 3 credits, 3 tín chỉ nha. Cái môn của mình là 3 tín chỉ. About content you have here 10, so 10 chapters from 1 to 5. Chapter 1 just overview about statistics, thì nó là giới thiệu giữa cái thống kê và xác suất, cho nên là sau khi nào mà mình học xong xác suất thì cô sẽ giới thiệu. Nên bắt đầu chương 6 thì mình mới quay lại cái chương 1. Chapter 2, probability, là về xác suất. Chapter 3, discrete random variables. Discrete random variables nghĩa là biến, variables là biến, random là ngẫu nhiên, discrete là rời rạc. Chapter 4, continuous random variables, cũng tương tự, continuous là liên tục. Vậy cái này là biến liên tục. Chapter 5, a chance probability distribution, thì cái này thì mình đọc thêm. Mình đọc thêm. Rồi, 6 estimation, 6 and 7 about estimation là về ước lượng, ước lượng. Chapter 8 and 9 about the test, là kiểm định, kiểm định. And chapter 12 about regression. Regression là hồi quy. So when we finish chapter 4, we have test 1. Midterm test, mình sẽ có là bài kiểm tra số 1. Bài kiểm tra số 1. Rồi sau đó bạn sẽ có là chapter 6 to 12, là bài kiểm tra số 2. So continue, we have chapter 6 to 12, we have test 2 about statistics. So it means we have two tests, and it will be written test, có nghĩa là thi tự luận, written test. And about the textbook and resources. Textbook and resources, you have main textbook. So your main textbook, we use the book Probability and Statistics for Engineering and Science by DeVore. So we use the book by DeVore. And we have the translation of this book. So you can see in our reference material. And on our class, you must attend a class at least 80%.
80% of the course, maybe 80% của cái số buổi ha. So we have 15 days, so you must attend. You can have 3 days off. Có nghĩa là mình sẽ có 3 ngày nghỉ ha, với lý do chính đáng. Và nếu mà bạn nghỉ quá 3 ngày ha, thì mình sẽ bị cấm thi ha, trừ trường hợp đặc biệt là bạn bị bệnh hoặc là bạn có cái vấn đề gì đó thì bạn phải trình bày với cô ha. Rồi, assessment, đánh giá. Assessment, đánh giá. Midterm test, điểm giữa kỳ, 50%. And final test, 50%. So all of these written test đều là thi tự luận hết. Materials are allowed là được sử dụng tài liệu. Materials are allowed. So finish. About learning materials. Learning materials về cái tài liệu học tập. So you have the link here. You can open the link and then all the content of the link here. Content of the learning materials. For example. Vậy thì learning material mình đây là các file ha. Còn về tóm tắt thì nó có những cái như sau. Thứ nhất là có đề cương. Syllabus là đề cương. Main book là cái tài liệu của cái sách của ông DeVore lúc nãy cô nói ha. Và cái sách này mình chỉ học những cái chương mà cô nói thôi, những chương khác thì mình sẽ không học. 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 12. Review all chapters. So you should print. Cái review là cái tóm tắt chương. Tóm tắt chương này mình sẽ in ra. Vì mình sẽ không chép lý thuyết. Mình dành thời gian để mình làm bài tập. Cho nên là cái này bạn in ra. Bữa nay thì mình sẽ tải, tí nữa cô sẽ cho bạn ngồi tải xuống. Còn bữa sau khi mà học trên lớp thì bạn nên in ra. Và tốt nhất thì cũng nên in, tại vì mình cần đánh dấu hay ký hiệu gì đó thì mình cũng làm trên cái bài của mình nó dễ hơn là trên máy. Table Z, student T-square. So you should print two. Because it needs for chapter 4. Ở chương 4 thì mình cần cái file này. Prop stat exercise. Yes, exercise. You should print exercise. Besides that, you have exercise solution. So you can check the solution at home by the file exercise solution. Final test. So you should print too. Em in cái đề thi cuối kỳ ra em làm. Cái này thì chưa cần gấp đâu. Nhưng mà nếu được thì in luôn. Mình vừa học mình vừa làm kiểm tra. Math dictionary. So I will help you to use the math dictionary. Rồi, again, syllabus nè. Syllabus. Coi cho biết thôi chứ không cần in. Syllabus là đề cương. So they tell you about the learning outcomes. Cái mục tiêu của cái khóa học. Ví dụ như là understand the basic concept of statistics, những cái hiểu được những cái khái niệm cơ bản của thống kê. Rồi hoặc là có cái khả năng là analyze, phân tích ha. Rồi giải thích, rồi thảo luận vân vân. Đây là mục tiêu của môn học. And then you have the plan, cấu trúc ha, cái kế hoạch. But it is normally different when some teacher use the when we have each teacher will have their own plan. Có nghĩa là mỗi giáo viên thì nó sẽ có họ sẽ có những cái kế hoạch dạy nó sẽ hơi khác một chút so với cái kế hoạch chung này. Cho nên mình chỉ tham khảo thôi. Rồi, solution of exercise. Exercise này thì sẽ có cái solution. Thì cái solution này thì cô nghĩ là mấy bạn sử dụng sao cho nó hiệu quả. Nghĩa là em phải suy nghĩ ha,
em sẽ dành thời gian để suy nghĩ, sau đó rồi em mới coi bài giải, được chưa? Cho nên cái solution này là ví dụ gần tới ngày học mà mình giải cũng chưa ra nữa thì mình có thể là tham khảo, hoặc giải ra rồi thì mình tham khảo. Vậy thì cái solution này thì phía dưới này nó có cái exercise này thì tí nữa mình sẽ học về cái phần chapter 2 probability chương 2, nhưng mà mình không học phần A, tuần sau mình mới học, mình học phần B chẳng hạn. Ví dụ như là cái tí nữa mình sẽ học về cái phần B, trang số page 2, counting techniques, là giải thích tổ hợp, quy tắc đếm. Thì những cái examples này, example trong slide cô dạy hoặc là trong cái video tí nữa em coi ha, thì những cái example này em không cần ghi lại đề, tại vì hầu như những cái example mình học ở trên lớp cũng như trong slide sẽ viết sẵn ở trong cái file bài tập này rồi. Việc của em là em suy nghĩ cái kết quả thôi và em viết cái cách trình bày. Rồi ví dụ như example 1, example 2 vân vân, đặc biệt là những bạn mà học lại hay những cái phần giới thiệu này mình biết rồi thì có thể tranh thủ ngồi làm từ cái example 1 ở trang số 2 này luôn, làm xuống bài tập luôn. Vậy thì đó là phần example ha. Rồi sau khi làm xong example thì mình sẽ có những cái exercise ha, cho nên những bạn nào làm nhanh thì mình cũng có thể làm luôn cái phần exercise phía dưới này. Làm hết mà ra được kết quả thì mình có thể coi cái solution, cái đáp án. Thì đó là về cái phần exercise rất là quan trọng nha, mình phải tải về. Và đặc biệt khi học offline trên lớp thì mình phải có in ra ha. So continue with review on chapters. Review này cũng quan trọng ha, vì mình không ghi bài, cho nên cái phần review này cũng khá là quan trọng. So review on chapters thì có nghĩa là cô sẽ tóm tắt những cái ý chính, còn trong lúc cô giảng em muốn ghi thêm gì thì ghi. Vậy thì chapter 2, tí nào mình học chapter 2. Vậy thì chapter 2 thì 2.1 chẳng hạn, thì những cái lý thuyết này mình sẽ có. Và tí nữa thì mình sẽ học về cái trang số 4, 4 là 2.2, về xác suất, cũng như là 2.3, về cái counting technique. Counting technique là những cái quy tắc đếm, cộng, hoán vị, vân vân. Thì nội dung khúc sau của mình chỉ học tới cái quy tắc đếm và công thức xác suất thôi. Rồi, about the main book thì bạn sẽ có cái cuốn sách của cái sách Devor này. Rồi nó tải hơi chậm. Đây, cái main book thì em coi cái sách này thôi. Vậy thì cái main book này nó có đặc điểm là bạn sẽ sách nó cũng viết dễ hiểu chứ không khó đâu. Và nó sẽ có những cái ví dụ cô sẽ không có ví dụ, nó sẽ khác với ví dụ cô hoặc là giống. Nhưng mà nhiều khi em muốn đọc thêm, hay em muốn đọc thêm thì cô sẽ hướng dẫn em đọc thêm. Ví dụ ở cái phần 2.2 chẳng hạn, 2.2 trong cái review á, ví dụ như trong cái review này ha, chapter 1 cô có để là chỗ này là page 2, trang 2 nghĩa là trang 2 ở trong sách tiếng Anh. Bạn nào muốn đọc thêm thì vô cái trang 2 bạn coi ha. Hoặc là ví dụ như là về chapter 2 đi, chương 2 cô đang nói về cái phần symbol space and events. Thì bạn muốn đọc thêm phần này thì bạn vô trang số 51, page 51 ha. Có nghĩa là sau khi mình xong, mình muốn hiểu sâu hơn hoặc là mình muốn luyện tập thêm thì mình sẽ tương ứng với cái sách này ha. Và đó là cái cách sử dụng. Hoặc là như phần này cô sẽ ghi là trang 55, thì em biết là em mở cái sách tiếng Anh đó ra, trang 55, và em tham khảo ở cái mục đó. Continue. Rồi, exercise rồi. Cái math dictionary có nghĩa là em có rất là nhiều từ điển, nhưng mà cái math dictionary này thì cũng là một cái từ điển tham khảo. For example, you have math dictionary. Thì em bấm nút file, ví dụ máy em có, hoặc là em bấm Control F ha. Control F.
em viết cái từ probability. Nó là một cái hình thức tìm thôi. Sau em cứ bấm enter ha, thì bạn sẽ thấy cái từ nó nghĩa là xác suất. Có nghĩa là từ điển nó theo cái dạng PDF. Thì em sẽ vô cái control F hoặc là cái chữ file á, đi tìm cái từ đó. Không thì em sử dụng từ điển của em hoặc từ điển trên mạng thì giờ khá là nhiều. Continue, we have final test. Rồi cái final test này, final test này thì in dòm được hoặc là sau này in cũng được, nhưng mà not in thì in luôn. Thì cái final test này thì mình thi cuối kỳ sẽ là written test, là đề tự luận. Materials are allowed, có nghĩa là được sử dụng tài liệu. Và 90 phút. Thì em có thể tham khảo những đề các năm trước. Question 1, normally about probability. Phần 1 thường thường là về xác suất, giống như bài kiểm tra số 1 của mình ở giữa kỳ cũng vậy. Và phần số 2, chiếm 5.5 điểm, thường sẽ là phần thống kê, statistic. Thì đặc điểm của môn này là rất cũng có thể là gọi là khó từ những bài đầu, nhưng mà càng về sau càng dễ. Cho nên là bạn cố gắng bạn theo. Bạn theo thì bạn sẽ đạt điểm khá tốt ở phần này. Rồi, ở đây rất nhiều cái đề final exam và bạn sẽ có cái solution của từng đề, của một số đề này ở phía dưới cho bạn tham khảo. Phía sau thì bạn sẽ có một cái số cái đề nó sẽ có cái solution. Bài giải ở phía sau. Thì có thể là khi giải đề thì em sẽ làm rồi em coi. Nhưng mà để tiết kiệm thời gian hơn nữa thì như thế này. Thường thường cái câu số 1 á, ví dụ như hôm nay mình học xong về giải tích tổ hợp, xác suất cổ điển ha, thì thường thông thường cái câu số 1 của các đề thi á, thì nó là thường câu xác suất cổ điển. Thì có nghĩa em làm hết bài tập rồi thì em có thể là dỡ cái câu số 1 nhỏ này của các đề thi, em suy nghĩ em làm. Thông thường là vậy. Còn có đề thì không phải. Ví dụ đề đầu tiên này thì câu 1 không phải, nhưng mà đề thứ hai ha, mình có thể mình đọc và mình nhận dạng đề thứ hai thì này nó là phải nha. Cũng như vậy ha, sau khi sau này cứ học xong một mục thì cô sẽ hướng dẫn bạn là nó là câu số mấy trong đề thi ha, để sau này thì em đỡ tiết kiệm thời gian em sửa giải đề để em giải những cái khác cũng được. Rồi, so this is the final test. So the last one, tables of entity. Rồi, vậy thì cái table này thì mình cần cho chương 4. Cho nên bạn, tốt nhất bạn cũng nên in ra ha. Tại vì học nhanh lắm, một chút xíu là tới chương 4 liền. So all of this is about the learning materials. Cái phần này là phần tài liệu học tập ở trên trang UTX em có hết. Reference. So you have Vietnamese translation. So Vietnamese about review and slide. But if you have any difficult about English, you can read Vietnamese translation. Thì về cái review của mình cũng có cái bản tiếng Việt luôn. Cái tóm tắt của mình cũng có bản tiếng Việt. Hoặc cái slide cũng có bản tiếng Việt. Tại vì cũng có một lớp, những lớp tiếng Việt đang học môn này. Thì bạn có thể tham khảo thêm nha. Thì cái kế hoạch thì bạn sẽ, đây là kế hoạch tương đối, nhưng mà thường thì nó cũng khớp, trừ trường hợp đặc biệt mình học chậm hay học nhanh hơn một chút xíu thì nó hơi khác thôi. Week 1 to 3, chapter 2. Week 4 to 5, chapter 2, you will have an online test. Em sẽ có một cái online test. Multiple choice. Deadline 11 April 2022. Mình sẽ có cái một bài nhỏ thôi, một bài nhỏ về cái online test như là điểm cộng thôi. Rồi ở tuần thứ 7 ha, bạn có thể đếm ngày. Tuần thứ 7 thì mình sẽ có cái written test. Tương tự thì tuần thứ 13 ha, 13, mình cũng có cái test statistic. Được chưa?
Rồi do mid grade điểm giữa kỳ ha sẽ là 45% test 1, 45% test 2 and 10% online test. Rồi student who midterm grade is less than 5. So you have a chance to do a special exercise to get 5. Ha, vào những cái ngày cuối, tuần cuối ha, thì cô sẽ cho một số bạn gỡ điểm. Thì làm được bài tập thì gỡ điểm, còn không thì sẽ không gỡ. Và chỉ gỡ lên 5 thôi. Rồi thì đó là, ngoài ra thì có forum. Forum thì bạn có thắc mắc gì thì bạn có thể hỏi. Tập chủ yếu là thắc mắc về bài tập. Còn thắc mắc về điểm thì tốt nhất thì gửi mail cho cô thì cô trả lời nó tốt hơn. Ha, cho nên là bạn có thể gửi mail bạn hỏi bài tập hoặc là gửi mail bạn hỏi hỏi câu hỏi, còn bạn thích hỏi trên forum cũng được. Ngoài ra thì cô cũng sẽ có một số lớp khác cũng đang học môn này. Chỉ có lớp thứ hai này là học ở lớp là lớp lớp thứ hai này không biết phải với lớp tiếng Việt không nữa. Như là lớp này lớp tiếng Việt. Có gì cô cập nhật lại cái thời khóa biểu này. Thì đây là một số lớp. Thì mai mốt nếu mà giả sử khi nào mà em kẹt lắm á, em không đi học được cái buổi offline á, thì có thể là em nhảy qua những cái lớp khác ha. Thì đây là phòng với thời gian. Thì có gì để cô cập nhật, cô kiểm tra lại. Thì chỉ có lớp tiếng Việt thì ví dụ em muốn coi thêm lớp tiếng Việt thì em coi. Và nếu giả sử nhưng mà đi qua lớp đó thì có thể vẫn điểm danh được bên lớp đó nha. Rồi cấu trúc của từng phần ha. Chapter 1, chapter 2. Ở chương 2 ha, chapter 2 probability thì em sẽ có là chapter 2 presentation. So this is on the presentation. So if you want to see more about the presentation or the slide, you can download the file here. Ví dụ như cô giảng, trong quá trình cô giảng thì em muốn coi lại cái slide đó, thì đây là những cái slide. À, ví dụ như những cái slide ghi 2.1 là nó là của chương 2, 3.1 là của chương 3. Thì em có thể coi tham khảo thêm. Learning videos. Vậy thì learning videos thì ở đây thì chỉ có một số cái video ha. Ví dụ như là tí nữa mình sẽ coi cái video này. Thì tùy thôi, cô cũng chưa cập nhật hết lên đây. Thì chỉ có một số video, còn nếu không có video thì mình học bình thường. Rồi, ngoài ra thì bạn sẽ có video Vietnamese hay video của lớp tiếng Việt cho mấy bạn tham khảo thêm nếu chưa hiểu kỹ lắm. Ngoài ra thì có cái video của cái trường đại học MIT này thì cũng khá hay. Chỉ có bạn có thời gian thì bạn có thể coi thêm. Chapter 3, the same presentation, videos, and reference. You have online test. Ở đây có cái content của test 1. Thì cái content của test 1 này thì có thể là sau này khi gần kiểm tra nó có thể thay đổi. Tùy cái lúc đó mình học được tới đâu. Hoặc gần đây là tham khảo thôi. Online test qua test của cái phần lấy điểm này ha. Thì bạn có thể làm cuối chương 3, sau khi học xong chương 3 thì bạn làm. Tại vì 11 tháng 4 thì còn lâu ha, cho nên là có thể học xong chương 3 rồi bạn mới nên làm. Rồi còn những phần sau thì cũng sẽ tương tự ha. Chapter 4, 6, chapter 12 cũng tương tự ha. Thì không có gì thêm. So finish, so I have the introduction about our course. So now you take time to download the learning materials. À, vậy thì bây giờ thì em sẽ tải cho cô cái phần review với cái phần exercise trước. À, review and exercise chỗ cái learning materials để mình chuẩn bị cái phần mình học tiếp theo.